Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu sâm dây ngọc linh nấu nước uống có tác dụng gì, những ai thì không nên sử dụng sâm dây ngọc linh. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 5 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, sâm dây ngọc linh là gì, nguồn gốc xuất xứ? Thì sâm dây ngọc linh có tên khoa học là Panax vietnamesis, còn gọi là sâm dây Việt Nam, thì hoặc là có tên khác là sâm khu 5, hoặc là sâm ca 5 đó các bạn ha, hoặc là sâm trúc. Thì đây là một loại cây sống ở vùng Đông Bắc châu Á, thường mọc ở những cánh rừng rậm nhất và dưới những cái tán gốc cây to. Ở Việt Nam, đỉnh núi Ngọc Linh là nơi sở hữu cái lượng lớn sâm dây mọc tự nhiên, cho nên nó mới có tên gọi là sâm dây Ngọc Linh, bởi vì mọc nhiều ở cái đỉnh núi Ngọc Linh người ta thu hái ở đây các bạn ha. Còn bình thường thì người ta gọi là sâm dây thôi. Phần thứ hai, thành phần dinh dưỡng có trong sâm dây ngọc linh. Thì cũng rất nhiều bạn thắc mắc là trong sâm dây ngọc linh thì thành phần giá trị dinh dưỡng và những cái chất hóa học có chứa trong sâm dây ngọc linh thì gồm những cái chất nào? Thì nó chứa khoảng 14 axit béo, 16 amino acid, trong đó có 8 amino acid không thể thay thế được, 18 nguyên tố đa vi lượng như là saponin, triterpenoid và rất nhiều những cái loại saponin khác nữa các bạn ha. Sâm tươi đó sẽ có củ nhìn ốm, dài, hơi mềm và mọc riêng lẻ. Sau khi phơi khô thì sâm có màu nâu. Theo đông y, sâm dây ngọc linh có vị ngọt, hơi đắng và có tính ấm, không độc và có tác dụng kiện tỳ, ích khí và bổ huyết. Vì vậy, loại sâm này thường được sử dụng để làm thuốc bổ các bạn nhé, hoặc là trị ho, tăng cường chức năng tiêu hóa. Ngoài cái phần rễ để dùng làm thuốc, phần củ, ngọn và lá của sâm ngọc linh cũng dùng để chế biến những cái món ăn. Thì đôi nét về cái thành phần hóa học có trong sâm ngọc linh các bạn ha, sâm dây ngọc linh đó, để chúng ta tìm hiểu và biết thêm. Thì các bạn xem hình ảnh hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái hình ảnh về sâm dây ngọc linh để chúng ta biết hơn các bạn ha. Phần thứ ba, những tác dụng của sâm dây ngọc linh đối với sức khỏe. Thì sau đây là những cái tác dụng mà sâm dây ngọc linh mang đến cho bạn trong việc chăm sóc sức khỏe, điểm danh sơ lược cùng với Trang. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống trầm cảm, giảm đi stress nè, kích thích hệ miễn dịch, chống oxy hóa, lão hóa, cải thiện chức năng sinh lý ở phái mạnh, hỗ trợ điều trị ung thư, giúp ăn ngon, ngủ tốt và lên cân. Sâm dây ngọc linh á, giúp cải thiện thị lực nữa các bạn nhé. Giúp bảo vệ tế bào gan, tái tạo tế bào máu, tăng hoạt động của trí tuệ và thể lực. Hiệp lực tốt khi dùng thuốc kháng sinh và thuốc điều trị đái tháo đường. Bên cạnh đó, sâm dây ngọc linh còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống viêm, trị ho, cải thiện hệ tiêu hóa. Thì đó là những tác dụng nổi trội mà sâm dây ngọc linh mang đến cho các bạn khi sử dụng. Phần thứ tư, cách sử dụng sâm dây ngọc linh tốt nhất. Thì tùy vào mục đích mà chúng ta có những cái cách sử dụng hay là chế biến sâm dây ngọc linh theo nhiều hướng khác nhau các bạn nhé. Thì có rất nhiều cách để chúng ta sử dụng. Thì ở đây Trang sẽ hướng dẫn cái cách đơn giản nhất để chúng ta thực hiện các bạn nhé. Nấu nước uống các bạn nhé, đây là cách đơn giản nhất.
Nước uống sâm dây có vị ngọt mát, rất là dễ uống và rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể uống nước sâm dây như là một loại thức uống hàng ngày, tương tự như chúng ta uống trà thôi. Thay vì uống trà thì bây giờ chúng ta sẽ uống nước sâm dây ngọc linh. Cách làm như sau. Bạn lấy 40 đến 50 gram sâm á các bạn ha, sâm tươi đó, rửa thật sạch để ráo và chúng ta cắt ra thành từng lát mỏng. Sau đó thì chúng ta cho sâm dây ngọc linh vào nồi, chúng ta đun sôi khoảng 5 phút để hơi nguội là chúng ta có thể uống được. Nước sâm dây nó sẽ có màu vàng, vị ngọt mát, sẽ ngon hơn khi mà chúng ta uống lúc ấm á. Bạn nên nấu nước sâm dây uống vào buổi sáng và buổi trưa, không nên uống vào buổi tối bởi vì nó sẽ gây kích thích và khó ngủ. Ngoài ra bạn nên uống hết nước sâm bạn nấu trong một ngày, hạn chế để qua đêm vì nó sẽ dễ bị thiêu và gây đau bụng tiêu chảy hoặc là nó sinh ra những cái chất khác không tốt cho sức khỏe. Thì đây là một trong những cái cách sử dụng đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện cho mình. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng để ngâm rượu nè, hoặc là dùng để chế biến những cái món ăn, tùy thuộc vào cách mà chúng ta sử dụng thôi. Phần thứ 5, cần lưu ý những gì khi sử dụng sâm dây ngọc linh? Mặc dù sâm dây ngọc linh là một loại dược liệu quý, tốt và lành tính, không độc cho sức khỏe, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong suốt quá trình sử dụng sâm dây ngọc linh thì bạn cũng cần thực hiện theo hướng dẫn từ các y bác sĩ để mang đến hiệu quả tốt nhất các bạn nha. Tốt nhất là chúng ta tham khảo ý kiến của các bác sĩ y học cổ truyền. Chúng ta nhớ là chỉ nên dùng sâm dây theo liều lượng đã được chỉ định là từ 40 đến 50 gram trên một ngày. Không nên dùng đồ kim loại, đồ nhựa để ngâm rượu hoặc là sắc lấy nước sâm dây để uống. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tác dụng của những hoạt chất có trong sâm dây. Phụ nữ có thai, người cao huyết áp, những người bị chướng bụng đầy hơi hoặc là đau bụng, lạnh bụng thì không nên uống sâm dây. Trong lúc mà chúng ta dùng sâm dây ngọc linh á, thì bạn không nên uống trà vì nó có thể ảnh hưởng đến những cái tác dụng của sâm. Có nghĩa là không uống trà cùng với sâm các bạn ha. Ngoài ra khi sử dụng sâm dây ngọc linh thì bạn không nên ăn những cái đồ hải sản hay là củ cải, bởi vì hai loại thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến cái tính hiệu quả của sâm dây. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc ha, để chúng ta sử dụng tốt hơn thôi. Thì đây là những cái kiến thức xoay quanh về sâm dây ngọc linh mà Trang có thể chia sẻ đến các bạn. Không những sâm dây ngọc linh đâu các bạn ha, những cái loại sâm dây khác nó đều có những cái đặc tính giống như vậy. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ để chúng ta dùng. Đó là một loại thuốc bổ, là một loại dược liệu tốt nhưng chỉ sử dụng ở cái mức cho phép từ 40 đến 50 cái dạng tươi á các bạn ha, dạng 40 đến 50 gram cái dạng tươi. Còn nếu như chúng ta dùng cái dạng khô thì từ 10 đến 20 gram thôi. Và hy vọng rằng với những kiến thức bà Trang chia sẻ ngày hôm nay cũng đã giúp ích cho các bạn hiểu hơn về sâm dây ngọc linh cũng như nói chung là sâm dây các bạn ha. Nếu như các bạn yêu thích những kiến thức bà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithichang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.